Tướng NATO thừa nhận sự giúp đỡ của Liên minh không thể giúp Ukraine ngăn bước tiến của Nga. Nga và Trung Quốc sắp ký siêu dự án khí đốt. Mỹ quan ngại về quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc giữa Nga và Trung Quốc. Nga và Trung Quốc có thể triển khai căn cứ chung trên mặt trăng sau năm 2036. Xin kính chào quý khán giả thân thiết của kênh Nghệ An TV. Hãy cùng với chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất trong 24 giờ qua. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính ngay sau đây. Tờ European Pravda mới đây đưa tin, Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO Rob Bauer tin rằng, ngay cả khi việc cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine với số lượng cần thiết và không chậm trễ cũng không thể ngăn cản Nga thực hiện các hành động tấn công. Ông Bauer cho biết, điều quan trọng là phải hiểu và giải thích rằng những gì chúng tôi làm không nhất thiết ngăn cản người Nga làm điều gì đó, ông nhấn mạnh. Những gì chúng tôi có thể làm là đảm bảo rằng lực lượng vũ trang Ukraine được chuẩn bị tốt nhất và đủ trang bị cũng như đạn dược phù hợp để chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào của Nga. Những gì chúng tôi làm và cách chúng tôi giúp đỡ người Ukraine không nhất thiết có thể ngăn cản được Moscow. Tuy nhiên, với việc ngăn chặn lực lượng Nga, Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO giải thích đã là quá khứ bởi vì Nga đã tiến hành một cuộc xung đột toàn diện và chiến sự vẫn tiếp tục cho đến ngày thứ 813. Ông Bauer nói thêm, quân đội Nga sẽ tiếp tục vì họ chưa đạt được bất kỳ mục tiêu chiến lược nào. Đó là lý do tại sao họ tiếp tục và đó là lý do tại sao Ukraine phải tiếp tục phòng thủ. Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO cũng cho rằng, cuộc tấn công hiện nay của lực lượng Nga ở phía Bắc Kharkov sẽ không dẫn tới đột phá chiến lược. Trong khi đó, giới chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng Ukraine đang đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan về mặt chiến lược khi Nga tấn công dồn dập ở Kharkov. Do đó, Ukraine sẽ phải lựa chọn giữa các mục tiêu chính trị và quân sự. Một cựu tướng lĩnh và nhà phân tích quân sự người Australia lo ngại rằng Ukraine sẽ phải rút quân khỏi các vùng lãnh thổ hoặc hy sinh binh lính của lực lượng vũ trang để giữ vững vị trí của mình. Một cựu quân nhân Đức cho biết, nếu Ukraine quyết định giữ kiểm soát vùng lãnh thổ này bằng mọi giá, họ sẽ còn mất binh lính nhiều hơn nữa và số lượng quân ngày càng eo hẹp. Nhưng nếu họ quyết bảo toàn lực lượng, thì họ sẽ phải từ bỏ lãnh thổ. Quân nhân này cũng hy vọng rằng lực lượng Nga không đủ đông để giành được một thành phố có quy mô như Kharkov. Tuy nhiên, dự kiến Nga sẽ tăng cường pháo kích vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine trong thành phố. Giám đốc khoa học của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Địa Trung Hải Pierre Razu cũng có quan điểm tương tự, tin rằng Ukraine sẽ phải lựa chọn giữa bảo vệ tiền tuyến hoặc giữ các điểm chiến lược, đặc biệt là các thành phố lớn. Nhà phân tích người Pháp Razu cho hay, Kiev hiện không thể đạt hai mục tiêu cùng một lúc. Vì vậy, ông Razu cho rằng, cấu trúc của mặt trận mang lại cho Nga lợi thế về hậu cần nhờ cơ sở hạ tầng giao thông ở biên giới. Ông Razu nhận định, Nga đang ở vị trí tối ưu. Ngày 16 tháng 5, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tiết lộ trên đài truyền hình Russia 1 rằng Nga và Trung Quốc sẽ sớm ký kết hợp đồng xây dựng đường ống khí đốt Power of Siberia 2 sau nhiều năm đàm phán. Ông Novak nói, chúng tôi dự kiến hoàn tất quá trình đánh giá và ký hợp đồng trong tương lai gần để xây dựng đường ống khí đốt có công suất 50 tỷ mét khối đi qua lãnh thổ Mông Cổ. Hai nước còn có một số dự án mới khác. Thông báo được ông Novak đưa ra khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc ngày 16 và 17 tháng 5 và thảo luận về tăng cường hợp tác giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực năng lượng. Trong tuyên bố chung giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Putin vào ngày 16 tháng 5, hai lãnh đạo nhấn mạnh ủng hộ các biện pháp cùng đảm bảo an ninh kinh tế và năng lượng cho hai nước. Bắc Kinh và Moscow cam kết tăng cường hợp tác ở các dự án năng lượng quy mô lớn và thắt chặt hợp tác trong các lĩnh vực mới như năng lượng tái tạo, năng lượng hydro, thị trường carbon. Từ trước chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin, giới chức Nga đã nhận định đường ống Power of Siberia 2 là nội dung hiển nhiên cần có trong thảo luận giữa hai lãnh đạo. Hôm 14 tháng 5, Đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hán Huy trả lời RIA Novosti rằng các công ty hai nước đang chủ động thảo luận chi tiết về dự án. Ông cũng tiết lộ Bắc Kinh ủng hộ phương án tích hợp công năng từ sản xuất đến xử lý khí đốt cho Power of Siberia 2. Kế hoạch xây dựng đường ống khí đốt Power of Siberia 2 được ông Novak hé lộ từ tháng 9 năm 2022 với kỳ vọng sẽ thay thế đường ống Nord Stream 2 từ Nga sang châu Âu. Dự án này tiếp tục được thảo luận trong chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 3 năm ngoái. Tuy nhiên, tuyên bố sau đó từ phía Nga cho thấy Power of Siberia 2 vẫn chưa được thống nhất và hai bên còn một số chi tiết cần giải quyết. Ông Novak nói chính phủ đã chỉ đạo tập đoàn khí đốt Gazprom ký hợp đồng với đối tác Trung Quốc càng sớm càng tốt. Đến tháng 12 năm 2023,
Gazprom và Tập đoàn Xăng dầu Quốc gia Trung Quốc CNPC đã bước vào giai đoạn hoàn thiện thỏa thuận triển khai Power of Siberia 2, trong đó có các điều khoản về kinh tế và thương mại. Các bên bắt đầu triển khai thiết kế và khảo sát tại Mông Cổ cho dự án. Theo hãng thông tấn IRIC, Power of Siberia 2 có ý nghĩa quan trọng đối với Moscow, song các đối tác Trung Quốc vẫn tìm cách giảm nhẹ nội dung này với lập luận Bắc Kinh chưa cần đến dự án hoặc bày tỏ lo ngại về chi phí. Cựu thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ Munaran Payankhava mô tả Power of Siberia 2 đang trong tình trạng vô định khi ông chưa ghi nhận bất kỳ thảo luận nào trên chính trường Mông Cổ về dự án. Hiện tại, Nga đang cung cấp khí đốt cho Trung Quốc qua đường ống Power of Siberia 1, còn gọi là đường ống Phương Đông, theo thỏa thuận song phương dài 30 năm. Đường ống bắt đầu hoạt động từ năm 2019 và dự kiến đạt năng suất vận hành tối đa 38 tỷ mét khối mỗi năm vào năm 2025. Nếu đường ống Power of Siberia 2 được xây dựng và vận hành đầy đủ, Nga có thể cung cấp cho Trung Quốc 100 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm. Trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có chuyến thăm kéo dài 2 ngày đến Trung Quốc ngày 16 tháng 5. Trong một cuộc trao đổi trực tuyến với Thiếu tướng Lý Bân, người đứng đầu Văn phòng Hợp tác Quân sự Quốc tế của Quân ủy Trung ương Trung Quốc, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách an ninh Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Eli Ratner đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Bắc Kinh ngày càng tăng cường hợp tác với Moscow. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, ông Ratner bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về sự hỗ trợ của Trung Quốc đối với ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, vốn có thể tạo điều kiện cho Nga trong cuộc chiến với Ukraine. Ngoài ra, trong cuộc trao đổi, ông Ratner cũng đề cập đến một số vấn đề như tình hình căng thẳng hiện nay ở Biển Đông hay mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel cũng nói rằng Trung Quốc không thể vừa cải thiện quan hệ với phương Tây, vừa ủng hộ Nga, ông Patel cho hay. Trung Quốc không thể lựa chọn cả hai, họ không thể vừa muốn có quan hệ tốt hơn với châu Âu và các nước khác, vừa tiếp tục động lực cho mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh châu Âu một thời gian dài. Quan chức Mỹ cho rằng, sự hỗ trợ của Trung Quốc dành cho Nga không chỉ đe dọa an ninh Ukraine, mà còn cả an ninh châu Âu. Washington cũng cáo buộc Bắc Kinh đang giúp Nga thực hiện việc mở rộng quân sự lớn nhất kể từ thời Liên Xô, trong bối cảnh Nga thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine. Theo đó, các quan chức Mỹ cho rằng, Trung Quốc đang giúp đỡ Nga trong một loạt lĩnh vực bao gồm sản xuất chung máy bay không người lái, năng lực hoạt động trên không gian và xuất khẩu máy gia công quan trọng để sản xuất tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, Trung Quốc đã bác bỏ. Trung Quốc và Nga khẳng định mối quan hệ giữa hai nước không nhằm chống lại quốc gia nào. Ngày 16 tháng 5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra tuyên bố chung nhấn mạnh, sự ổn định và phát triển trong quan hệ Trung Quốc-Nga không chỉ phục vụ lợi ích cơ bản của cả hai nước và nhân dân hai nước, mà còn góp phần vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và toàn cầu. Mới đây, người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos Yuri Borisov cho biết, Nga dự kiến sẽ tăng cường hoạt động khám phá mặt trăng cùng với Trung Quốc, trong đó có xây dựng căn cứ trên mặt trăng vào khoảng thời gian sau năm 2036. RT cho hay, ông Yuri Borisov đã thảo luận về kế hoạch cho sứ mệnh chung trên mặt trăng tới Bắc Kinh khi cùng với các quan chức cấp cao khác của Nga tháp tùng Tổng thống Vladimir Putin thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 16 đến 17 tháng 5. Thời hạn của chương trình dự kiến sẽ phụ thuộc vào sự phát triển của năng lượng, yếu tố đặc biệt cần thiết cho sự hiện diện thường xuyên và lâu dài trên mặt trăng. Theo ông Borisov, Nga đang phát triển một lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ có thể hoạt động ở trọng lực thấp. Lò phản ứng có thể sẵn sàng để hoạt động trong khoảng một thập kỷ nữa. Ông Borisov cho hay, hoàn thành và thử nghiệm nó trên trái đất trước là mục tiêu của chúng tôi. Kế hoạch mở rộng ở mặt trăng sẽ bắt đầu sau khoảng năm 2036. Lò phản ứng sẽ phải đáp ứng các yêu cầu, cung cấp nguồn năng lượng ổn định cho căn cứ mặt trăng trong tương lai. Xe thám hiểm mặt trăng thường sử dụng các tấm pin mặt trời để tạo ra điện và buộc phải chuyển sang chế độ ngủ đông trong những đêm dài trên mặt trăng, kéo dài khoảng 2 tuần. Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, ông Borisov cho biết kế hoạch sử dụng robot để lắp ráp lò phản ứng trên mặt trăng. Ông tuyên bố rằng Nga đã có gần như tất cả công nghệ cần thiết cho dự án. Hồi đầu tháng 4 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho chính quyền nước này phân bổ vốn cho các dự án cho phép Moscow tạo ra các cơ sở năng lượng hạt nhân trong không gian. Dự án mang tên Phát triển trường năng lượng hạt nhân không gian của Nga. Trước đó, Tổng thống Putin đã yêu cầu các quan chức chính phủ ưu tiên lĩnh vực không gian, đặc biệt là khi nói đến việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân, đồng thời lưu ý rằng Moscow có năng lực tốt trong lĩnh vực này và họ có thể thực sự tự hào về điều này.
ngày 16 tháng 5, Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu thông qua dự luật nhằm buộc Tổng thống Joe Biden hủy bỏ quyết định tạm dừng chuyển vũ khí viện trợ cho Israel. Dự luật mang tên Đạo luật ủng hộ hỗ trợ an ninh Israel được Hạ viện Mỹ thông qua với 224 phiếu thuận và 187 phiếu chống. 13 nghị sĩ không tham gia bỏ phiếu, số phiếu ủng hộ có sự góp mặt của 16 thành viên Đảng Dân Chủ. Dự luật sẽ ngăn Tổng thống Biden đóng băng bất kỳ khoản viện trợ quân sự nào cho Israel đã được Quốc hội thông qua. Hạ viện Mỹ thúc đẩy dự luật trên sau khi Tổng thống Joe Biden mới đây quyết định hoãn đợt chuyển vũ khí viện trợ cho Israel, trong đó có nhiều bom có sức công phá lớn, vì lo ngại những vũ khí này có thể được sử dụng cho một cuộc tấn công lớn vào thành phố Rafah ở phía nam giải Gaza. Tổng thống Biden đã kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không tiến hành chiến dịch tấn công trên bộ vào Rafah mà không có biện pháp bảo vệ dân thường. Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa cho rằng Tổng thống Joe Biden không có quyền can thiệp vào chiến dịch quân sự của Israel, trong khi lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ viện mô tả dự luật này xâm phạm khả năng thực hiện chính sách đối ngoại của Tổng thống. Tuy nhiên, dự luật trên được dự báo sẽ không có cơ hội trở thành luật vì khó vượt qua ải Thượng viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát, và Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ phủ quyết dự luật này trong mọi trường hợp.